Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Mai Vàng Miền Bắc 1-3. Hôm nay là mùng 5 Tết quý vị này. Em chuyển thế xả tàn và chuyển thế dáng cây long, cây mai dáng long này về cái dáng bay hoặc là dáng đổ các bác nhé. Đây, quay gần để các bác xem. Đây là cảnh mà sẽ cắt bỏ. Đây, cắt rồi các bác. Chính ra là cắt rồi. Cắt rồi, cắt rời ra rồi. Đấy, đang lắp ghép lại, đang nhờ mẹ em cầm lắp ghép lại. Đó. Đấy. Mọi người biết là nhát cắt này. Cắt bỏ cảnh đấy các bác ạ. Cái khoảng cách này này. Khoảng cách này nó quá xa để mà thu cảnh này về đây. Cái thứ hai là cái dáng long ấy thì mình cũng có nhiều rồi. Cắt bỏ đó, sau đó lấy cái mầm này. Đây, cẩn thận cái gãy mầm dưới này mẹ. Đây nó có mầm này. Sẽ đưa lên đây làm ngọn chủ nhá. Đấy. Như hoa mai nở. Đây. Như này, quay mặt này thì các bác dễ hình dung này. Đấy. Đây là cái mầm mà em sẽ lấy lên các bác này. Nó có cái mầm đấy nhá. Đây là vết cắt này là vết cắt nháp thôi. Vết cắt nháp thôi. Sau đó thì em sẽ cắt sát đây. Cắt sát đây để lấy cái mầm này. Đưa cái đọt này lên để làm chủ. À, cái chia sẻ này là để cho anh em mới tập chơi tham khảo thôi các bác nha. Chứ lên đây thì không có phải là chia sẻ hướng dẫn hay là dạy ai đâu. Đây là chia sẻ quan điểm cá nhân, cách làm của mình. Nghệ thuật thì nó không có đúng sai, gọi là mình cứ mạnh dạn làm để mà lấy cái cây theo ý tưởng, ý thích của mình thôi. Dáng long thì nhà em cũng nhiều rồi, mà cái này cũng làm long cũng tương đối là khó, nó cũng không theo cái hình nào ấy, cũng không phải là long mà nó có dạng long long bay lòng ngoằng. Em mua về để làm hoa giống, thấy hoa đẹp mua về làm hoa giống mà bây giờ nó chưa được, tay cành nó chưa được ngon lắm thì mình cắt đấy. Như này, quay mặt này thì dễ hình dung các bác này. Đấy, cành cắt bỏ rồi thì mình sẽ làm một cái cây gọi là dáng một đây, cái này là gọi là cái đối trọng này, còn cái khoảng này đọt cắt đây sẽ dẫn một cái ngọn lên đây làm đọt chủ, dẫn lên đây làm đọt chủ ấy, đúng không? Còn cái cành này, một dáng thứ nhất là đưa xuống làm thác đổ, đúng không? Dáng thứ hai là đưa bay lên làm dáng bay. Đấy, và đọt chủ đây sẽ hướng về làm gần thẳng gốc đây, sẽ là cân đối với gốc, ngọn sẽ thả thẳng với gốc. Đấy, hình dung ý tưởng của em là như vậy. Đấy, chia sẻ để các bác tham khảo. Còn có bác nào mà chuyên gia đang xem video của em thì cho em cái góp ý nhá. Rồi bây giờ em sẽ xả tàn để các bác sau đó sẽ quay lại để các bác xem thực tế khi hình mà nó cắt xong. Đây, sơ bộ em đã xả xong rồi các bác. Mời các bác chiêm ngưỡng và tham khảo ý tưởng của em nhá. Ý tưởng thì nó không có giới hạn và nó không có đúng sai. Rất mong các bác xem video là có chỗ nào để cứ góp ý cho em để mà cây mai nó được hoàn thiện hơn. Đấy, đây. Bây giờ các bác nhìn rõ hình dung cái dáng của nó rồi đúng không? Có hai dáng mà em định làm, một là dáng đổ này đúng không? Dáng đổ xuôi về này đúng không? Ngọn này đổ xuôi về này. Hai là dáng bay thẳng lên trên này. Đấy, thế nhưng mà khả năng là em sẽ làm dáng đổ, nó sẽ đẹp hơn đấy. Dáng đổ nó sẽ đẹp hơn, hợp hơn, xuôi về đây. Đấy đúng không? Còn tại chỗ cắt cụt đây, tại chỗ cắt cụt đây, nó có hai cái mầm của các bác này. Đấy, em cắt sát rồi nhé. Cắt sát rồi đây. Cắt sát đây, cái mầm này, mầm bên này thì sẽ dẫn lên trên này làm đọt chủ, thẳng, thả thẳng xuống gốc, đúng không? Đấy, thả thẳng xuống gốc làm đối trọng, làm ngọn. Còn cái tay bên này, đằng sau đây làm đối trọng với một cây dáng đổ buông xuống này. Thì nó có, em thích cái cây mà nó có đối trọng đằng sau và nó phải có cái ngọn nhá. Có cái ngọn đây đây nhá, ngọn đọt chủ lên đây nhá. Chứ còn một cây mà cứ thế này lao thẳng xuống thì tự dưng lao từ đây xuống, lao thẳng xuống thì nó không, cũng đẹp nhưng mình không thích kiểu dáng đây lắm, đúng không? Cái ngọn này, cái mầm con này, đây có hai mầm, mầm con này dẫn lên làm đọt chủ trên này. Đấy, đúng không? Mầm con này dẫn lên làm đọt chủ, thẳng buông thẳng với gốc. Đó. Còn cái mầm này, mầm này thì em sẽ uốn ra đây các bác, uốn ra đây để cho cái khoảng này nó đỡ trống này, cái tay bên này nó đang trống này, đúng không? Và cũng để cho cái mầm này nó kết hợp với mầm này, nó kéo cái bộ sẹo này, kéo cái vị trí sẹo này, nó sẽ nhanh liền chỗ này nhá. Đấy, kéo sẹo nhanh liền. Đó. Cây này mua về năm thứ hai rồi, để xem mặt hoa nó đẹp đấy các bác. Năm nay mới được xem mặt hoa chính thức của nó. Đấy, những cái tay cành của nó thì nó cũng nhìn, nó cũng đợt trước mà khi mua về ấy, nhìn nó cũng lẳng ngoằng, nó chưa được có uốn đẹp lắm. Đây, em cũng mua về năm vừa rồi cũng không có uốn được, bỏ quên 2 tháng thôi là không thể uốn được các bác nhé. Bỏ quên tháng rưỡi 2 tháng thôi, chỉ có tưới nước mà mình không có uốn cây ấy, là gần như không uốn được luôn.
Thế cho nên là em cắt giật cụt hết về, gọi như là thu hết về luôn, làm lại từ đầu. Đấy, năm nay là quyết tâm làm lại từ đầu các bác ạ. Đó. Nói chung là vào mùa sinh trưởng tầm tháng 4, tháng 5, tháng 6 ấy. Nói chung là nếu để uốn cây ấy mà cứ tầm 2 tuần, 3 tuần thôi. 3 tuần thôi mà không ra uốn cây là sau tuần thứ 4 là nó cứng tay cành không thể uốn được. Hoặc là uốn sẽ dập gãy các bác nhé. Dập gãy. Cho nên năm nay là quyết tâm. Đấy. Đây, đọt chủ các bác. Đọt chủ đây. Ok, bây giờ em sẽ phun kích mầm. Phun kích mầm. À, đầu tiên là bôi keo Mỹ Tiến đã. Dùng keo Mỹ Tiến để bôi vào các cái mặt cắt này các bác nhé. Trong video này thì em cũng chia sẻ để mà anh em mới tập chơi mai miền Bắc biết đến. À, những chia sẻ ít nhiều có hữu ích với anh em nhé. Bôi keo Mỹ Tiến mặt cắt này, tránh nó bị hở mặt cắt, là nó mưa nó vào, nó bị nhiễm trùng đầu cành. Đó. Và nó tránh tụt nhựa đầu cành, nó đỡ khô đầu cành ấy. Đấy. Khi bôi keo Mỹ Tiến xong nó khô thì em sẽ phun kích mầm bằng HB101 nhé. Các bác có HB101 hoặc Atolix thì các bác phun loại nào cũng được. Dùng 3 giọt đến 5 giọt trên 1 lít nước và phun lên toàn bộ tay cành của cây. Thừa nước thì các bác tưới luôn cho cây. Đó. Khi bó đất nó khô thì các bác tưới luôn cho nó nhanh bật mầm nhé. HB101 thì bằng hữu cơ thì nó kích mạnh hơn Atolix. Tất cả các cái dòng này thì vườn em có cấp và các loại phân thuốc khác để mà chăm sóc mai vàng. Các bác có nhu cầu thì alo ủng hộ vườn bên em nhé. Rồi thì em xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe chia sẻ.